Chào cả nhà nhá. Mình lại ra một lô sáo trúc Trần Tình bản gốc ấy. Đấy, thì lô này nó gồm 10 cây. Nhưng mà có 3 cây nứa và 7 cây trúc. Thì ở đây cây ngoài cùng là cây pha này. Sau đó là 3 cây la, 1 cây si bê và 2 cây đô. Đấy. Tự nhiên là lại thiếu cây son. Nó không thì cũng đủ bộ pha son la si đô ấy, nhưng mà mình làm lại thiếu cây son thì không để ý mất. Đấy, ở đây thì có 3 cây nứa, 1 cây pha, 1 cây son, 1 cây đô. Đấy, show cho anh em xem nhá. Mình xem cây pha này, cây pha Trần Tình bản gốc của tông pha này. Tiết khắc tay các bạn nhé, khắc bằng đục luôn. Cây pha này khá nhiều đốt, 2, 4, 5, 6, 7 đốt. Có mỗi cây pha trúc, một cây pha trúc, một cây pha nứa. Còn đây là 3 cây la. Có cây la này đẹp không? Dày, cái la này bị dày, nhiều đốt dày, nó ở gốc. Cái la này thì mỏng hơn. Rồi dịch căng quá, cái DG trúc tím mình đặt chưa về, thành ra chưa làm được DG Trần Tình bản gốc cho các bạn. Rồi làm tạm sóng Việt cho anh em đã ghiền nha. Đây là tông si dáng này. Cái giá này cũng khá là nhiều đốt. Đó, đây là 2 cây đô. Cây nứa, có cây pha nứa. Cây pha này mà anh em khoét lỗ màng rung vào thành DG Việt thì cũng khá ok đấy chứ. Vừa là DG Trần Tình, vừa là đại địch luôn. Hợp lý. Nhưng mà âm thì sẽ không bằng đại địch của Trung Quốc các bạn nhé. Mình nói trước thế. Vì sáo Việt thì làm theo đường kính của Việt Nam là như là nó không tối ưu cho cái màng rung. Theo đường kính của Việt Nam thì màng rung nó sẽ không phát huy được hết cái độ hay của nó. Tuy nhiên lần thổi nó lại nhẹ nhàng hơn, nó không tốn hơi như là digital. Đó, ở đây là có cái đô nữa. Đấy, đô này thì có 3 đô 3 la, 2 pha, 1 son, 1 si dáng. Thấy ok không? Xưa lên không khác gì đi di tàu luôn. Cái loại này lúc mới khắc xong ấy thì nhìn nó không được nó không được bóng, như là nhìn nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà khi sau khi mình sơn lên rồi thì nó rất là đẹp. Những cái họa tiết này nó ánh sáng nó chiếu vào nó ánh lên các bạn thấy không? Đấy. Mà lại còn khắc bằng cái đục ấy thì cái đường khắc nó chéo vát xuống, thành ra là khi ánh sáng nó chiếu vào nó có độ phản chiếu như kia. Đấy. Còn nếu mà khắc laser ấy thì nó thành một cái rãnh thì nó không phản chiếu được như này các bạn ơi. Hôm nay mình mới phát hiện ra một cái điều rất là hay. Đấy, những cái đường chéo nó khắc theo đường vát chéo, thành ra là khi ánh sáng nó chiếu vào nó cái vân nó nổi lên theo cái ánh sáng,
rất là hay. Đó. Bạn thấy ok, chào các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ các đường link ở bên dưới phần mô tả của video, và nếu mà đặt hàng ở trên website nhà mình thì ghi rõ tông vào phần ghi chú các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn.